Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, khoảng gần 10 giờ sáng ngày 25 tháng 11, tại vị trí cách cầu Long Biên 200m về phía bên phải, hướng Thượng Lưu, thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, người dân làm nghề thuyền chài phát hiện một quả bom ký hiệu M118. Đây là quả bom thứ 3 ở khu vực này được phát hiện trong vòng 2 tháng trở lại đây. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên đã huy động lực lượng phương tiện trục vớt, kéo quả bom tới khu vực an toàn, đồng thời tiến hành phong tỏa hiện trường, chờ các cơ quan chức năng xử lý. Theo biên bản, quả bom M118 nặng khoảng 1.362 kg, tổng chiều dài khoảng 2,3m, đường kính 56cm, bên trong chứa khoảng 817,2 kg thuốc nổ TNT và được xác định mức độ nguy hiểm mất an toàn cao. Trước khi nhận nhiệm vụ thì tiểu đoàn xác định quả bom rất nguy hiểm, nên tiểu đoàn chúng tôi tổ chức quán triệt triển khai nhiệm vụ đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, rà soát kiểm tra về quân số, lực lượng, phương tiện, đặc biệt là những đồng chí cán bộ chiến sĩ có tinh thần tốt để thực hiện nhiệm vụ xử lý quả bom. Đây là quả bom thứ 3 thì chúng tôi quán triệt và triển khai xử lý bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng về độ an toàn và xác định phương án xử lý, đêm ngày 27 tháng 11, Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên đã phối hợp với lực lượng công binh của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức di rời quả bom tới trường bắn Cấm Sơn, Bắc Giang để xử lý theo quy định.